Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng, cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. À, hơi to tiếng thôi đúng không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Chạy hết cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính đúng được. Rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Rồi vậy là yên tâm rồi. Cho mình xem mắt nhà gái. Dạ, đây ạ. Chào anh Quyền Linh. Rồi, chào em.
Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Ừ. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh. Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. À, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. À, tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng. Còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Linh đính chính cho nhà trai chút xíu, nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn. Cũng lo lắng thôi. À, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy. Quen rất nhiều, nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là cháu quen là cũng đâu ra đó đàng hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần. Nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết lễ phép, biết trên, biết dưới. Yeah, đó, bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Hi, ok. À. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quản Lo Audi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Ừ, vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Dạ. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh xé thái cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì.
con đó có phải là con áp cơ không ạ? Đúng rồi đó. Vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải kiểm, nên không, kiểm tra. Nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. Thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. Đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là cường bằng nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. Ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì không biết được nghĩa bóng sẽ đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò hay nắm tay nhau? Mình xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Con xin phép em. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, hãy nắm tay nhau rồi. Đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Dạ, em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây, đây, đi nào kìa.